Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về bàn đánh chôn của vòng thi đấu thứ 22 của giải cờ tướng các cấp bên tái mùa giải năm 2021. Trận tranh tài giữa cao thủ cầm bên đỏ Đi Tiên là Tường Xuyên và kỳ thủ trẻ Hà Vĩ Ninh cầm bên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃。吃。将军。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃。吃。吃。吃。吃。
吃。将军。Và sau phần cờ vách sĩ qua để dùng tướng trợ công đến từ bến đèn trong thực chiến của Trần Cờ, anh thủ tướng Xuyên cầm bên đỏ đã phải buông cờ xin thua trong ván đấu trên. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.